Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thảm án lúc hoàng hôn. Khoảng 18 giờ 45 phút, ông Phạm Văn Hồng, 60 tuổi và con rể đang ngồi trong nhà xem TV thì nghe tiếng kêu cứu ngoài đường. Vội chạy ra, họ thấy một thanh niên lảo đảo bước ra khỏi ô tô, bê bết huyết rồi đổ gục. Nạn nhân được người dân gọi xe cấp cứu trở vào trạm xá quân đội gần đó. Tuy nhiên khi đến nơi, nạn nhân đã qua đời. Qua điều tra, công an nhận thấy đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Hành vi của đối tượng là rất dã man, có sự chuẩn bị từ trước. Tại hiện trường vụ án, kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị một vết thương sâu gây đứt động mạch chủ, dẫn tới thiệt mạng. Ngoài ra nạn nhân còn bị mất hai ngón tay. Điều này cho thấy nạn nhân có sự giằng co với hung thủ. Hung khí hại nạn nhân được xác định là chiếc liềm. Các nhân chứng cho biết thời điểm nạn nhân kêu cứu thì phát hiện một bóng đen chạy vào khu vực rừng trồng. Trời tối nên họ không nhận diện được. Nạn nhân được nhận định là anh Nguyễn Văn Lạ. Ngoài mở tiệm sửa chữa điện thoại di động ở quốc lộ 48, anh Lạ còn mua ô tô con để chở khách. Chị Nguyễn Thị Mùi, chị gái anh Lạ cho biết khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Lạ đến nhà chị chơi và ở lại ăn cơm. Chưa kịp ăn thì anh Lạ có điện thoại. Ngay sau anh Lạc bảo có khách thuê xe đi xã Tân Thắng, giá 350.000 đồng, rồi nhanh chóng ra về. Chị Lê Thị Long, vợ anh Lạc kể, sau khi cất xe máy, nạn nhân điều khiển ô tô đi chở khách. Anh Lạc nói sẽ về ăn cơm với cả nhà cho vui. Sát thủ lộ diện. Từ những thông tin trên, các trinh sát nhận định mấu chốt quan trọng của vụ án có thể bắt đầu từ cuộc gọi tới số máy của nạn nhân lúc 17 giờ. Không mấy khó khăn, các trinh sát đã lần ra được số điện thoại gọi đến vào thời gian trên. Chủ nhân số điện thoại này là Phan Xuân Quang, thiếu niên bỏ học khi chưa học hết lớp 8. Hàng ngày ngoài việc chăn trâu, cắt cỏ, phụ giúp bố mẹ, Quang đan đúm với bạn bè hay trộm cắp vặt. Chính quyền địa phương đã nhiều lần xử phạt hành chính vì những thói hư tật xấu của Quang. Tiếp tục điều tra các mối quan hệ xã hội, công an nắm được thông tin trước ngày xảy ra vụ án một tuần. Quang đến tiệm của anh Lạc bán một chiếc điện thoại. Trong lúc trao đổi, Quang và anh Lạc xảy ra mâu thuẫn. Các trinh sát nhận định khả năng án mạng xuất phát từ đây. Tuy nhiên khi bí mật theo dõi việc sinh hoạt hàng ngày của Quang, các trinh sát thấy người này vẫn tỏ ra bình thường, không thể hiện chút lo lắng hay biểu hiện gì khác thường. Quang vẫn đi cắt cỏ, chăn trâu và chơi bời cùng bạn bè. Không hiểu từ đâu, bỗng chốc tin đồn Quang chính là hung thủ gây án lan rộng khắp nơi. Sau đó Quang mất tích. Chi tiết này càng củng cố thêm tài liệu, chứng cứ để khẳng định Quang là kẻ đã sát hại anh Lạc. Qua điều tra, các trinh sát biết được Quang đang trốn trong rừng, nên một mặt tổ chức lực lượng vây bắt, một mặt thuyết phục gia đình liên lạc kêu gọi Quang ra đầu thú. Tuy nhiên qua trao đổi với gia đình, Quang cho biết không đầu thú, đồng thời yêu cầu mẹ đem tiền, quần áo và cơm đến. Trưa cùng ngày, chị Vũ Thị Hiền, mẹ Quang gọi điện thoại hẹn gặp Quang tại trường tiểu học Quỳnh Châu B đưa áo quần, tiền. Quang vừa xuất hiện thì bị bắt giữ. Khai nhận tại cơ quan cảnh sát điều tra, Quang cho biết trước đó bán điện thoại trộm cắp cho anh Lạc nhưng chỉ được trả 20.000 đồng. Quang định ra đòn với anh Lạc nhưng sức vóc nhỏ con nên đành bỏ đi và nung nấu ý định rửa hận. Chiều ngày xảy ra vụ án, Quang thủ dụng cụ cắt lúa và gọi anh Lạc trở đến xã Tân Thắng. Đến khu vực vắng người thuộc xã Quỳnh Tam, Quang liền đưa dụng cụ cắt lúa lên, móc vào cổ nạn nhân. Quá trình chống đỡ, anh Lạc bị lìa hai ngón tay, còn Quang đạp cửa xe bỏ chạy. Hung thủ trốn ở hồ nuôi cá, sau đó treo lên mái nhà, trốn đến 4 giờ sáng mới về. Điều khiến các trinh sát ngạc nhiên hơn là ngày hôm sau, Quang vẫn đi chăn bò bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí khi pháp y đến hiện trường, Phan Xuân Quang vẫn cười đùa, bình luận với bạn bè. Từ trộm cắp đến thú chơi, quái đản. Khuôn mặt non choẹt,
người nhỏ thó, gầy gò. Nhưng Phan Xuân Quang lại có chiến tích khá nổi bật về các khoản ăn chơi, trộm cắp và cả thú chơi khác người. Đang học lớp 8, nhưng vì ham chơi, lười học, Quang bị bố mẹ bắt nghỉ ở nhà chăn trâu. Nhìn bề ngoài, Quang có vẻ hiền lành, chịu khó, thậm chí như nhiều người hàng xóm nhận xét, thì không bao giờ nó tham gia xô xát, ẩu đả, đến cắt tiết con gà cũng sợ. Thế nhưng các vụ trộm cắp vặt của Quang thì kể cả ngày không hết. Ông bà, bố mẹ, người thân, hàng xóm đều đã trở thành nạn nhân của Quang ít nhất một lần. Điện thoại di động, tiền, thậm chí gà vịt, ai sơ hở là bị Quang tháo ngay. Số tài sản trộm cắp được, Quang bán rồi lấy tiền chiêu đãi bạn bè, ăn uống, chơi bời. Chị Nguyễn Thị Hiền, mẹ Quang kể, có lần bạn không có tiền đóng tiền học, Quang liền đi trộm tài sản bán lấy tiền cho bạn. Biết tật xấu của con mình, lần nào Quang trộm chìa, bố mẹ đều đến nhà nạn nhân đền bù cho họ, rồi về ngọt nhạt khuyên con. Nhưng Quang vẫn không bỏ được thói xấu. Có lần Quang trộm cắp, bị bố treo lên xà nhà, lấy roi mây quất cho như đòn. Nhưng sau đó thì lại chứng nào tật ấy. Bị ăn đòn, bị mắng chửi nhiều, Quang trở nên trơ lì. Hễ bị mắng hơi nặng lời là lại bỏ nhà lang thang, trộm cắp kiếm sống. Đến khi bố mẹ đi tìm mới chịu về. Vừa rồi nó cũng bỏ nhà đi mấy hôm không về. Tôi đi tìm thì thấy nó đang đi chiếc xe máy của ai đó. Gạn hỏi mãi mới biết nó mới trộm hai chiếc xe máy của người dân xóm 8 và xóm Bá Ngọc. Đưa xe xuống trả cho người ta, vợ chồng tôi lấy dây xích, xích chân con. Đưa lên Ủy ban Nhân dân xã xin cho nó được đi học trường giáo dưỡng. Thế nhưng hồ sơ chưa hoàn tất, chưa kịp đi thì nó lại gây ra chuyện. Chị Hiển cho biết, ông Lưu Hải Việt, nguyên trưởng công an xã Quỳnh Châu cho biết, thời điểm Phan Xuân Quang ăn trộm hai chiếc xe máy trên địa bàn, chúng tôi đã lập hồ sơ để đưa Quang vào trại giáo dưỡng. Tôi không nghĩ đối tượng có đủ sự liều lĩnh để gây án. Do ngoài tội ăn cắp và nhìn phụ nữ tắm thì Quang không hề gây gổ, xô xát, cờ bạc, nghiện hút. Thế nhưng khi đưa về trụ sở xã thì đối tượng lì lợm, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lại càng không thể tin được chỉ vì anh Lạc chê điện thoại của mình. Tôi cho rằng Phan Xuân Quang có vấn đề về tâm thần. Vụ án xét xử Phan Văn Quang diễn ra vào tháng 1 năm 2013. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn, hối cải. Xét thấy hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, hung hãn, ra tay tàn độc, nhưng tại thời điểm phạm tội, Phan Văn Quang chưa tròn 16 tuổi, lại thành khẩn khai báo và đã tích cực bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Văn Quang 11 năm tù, thấp hơn 1 năm so với mức án của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị. Ngoài ra, Quang phải có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi hai đứa con nhỏ của anh Lạc, mỗi tháng 500.000 đồng một người. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.